Đọc và viết số 4 và 5. Cô sẽ tới thăm địa điểm đang xây dựng một trường học mới. Các con có muốn đi cùng không nào? Tuyệt lắm! Hãy đi theo cô nhé! Bước cẩn thận nhé các con! Có một hàng những vật hình nón dùng trong xây dựng trên mặt đất. Hãy cùng đếm xem có bao nhiêu vật hình nón trong hàng này nhé! 1 2 3 4 Có 4 vật hình nón. Số 4 được viết như thế này. Vạch xuống và sang ngang. Nhấc bút lên và vạch xuống một lần nữa. Đó là cách các con viết số 4. Nhìn kia, một bức tường gạch đang được xây đằng kia. Những viên gạch này sẽ được thêm vào bức tường đang xây. Hãy cùng cô đếm số gạch nhé. 1 2 3 4 5 Có 5 viên gạch. Số 5 được viết như thế này. Vạch xuống và vòng cung lại, rồi thêm nét kẻ ngang ở bên trên.